hình không sao đâu ạ. Lấy áo phao cho quý vị của mình ơi. Rồi, ngay như nó chưa qua hết giờ này. Anh Tuấn ơi, bắt tay chạy chậm chậm ngang một xíu. Có chụp từ dưới này. Đá chụp đâu. Chợ nổi cái răng trước phía mình cũng vẫn đi về thôi, con đường cũ, nhưng mà mình chỉ thấy là hẹn gặp lại quý khách mà thôi. Ok, chợ ở dưới sông cũng có cà phê, cũng vẫn có cháo lòng, cũng vẫn có bún riêu, trái cây, hoa lan, củ từ.